Phúc Duy chia sẻ chuyện nội bộ G5 A qua lời kể của ai đó chưa rõ tên, liệu sắp tới không biết có nhạc nghe nữa không? Nghe xong cái câu chuyện này mình cũng cảm thấy luyến tiếc cho một cái sự thất bại của GVA hiện tại bây giờ. Như mấy anh em cũng đã biết đó là ở trong GVA đó thì có anh Tấm Điền, mấy anh em biết anh Tấm Điền không? Anh Tấm Điền mà hay hát mấy bài Út ơi đó. Thì mấy hôm trước mình có nói chuyện với anh Tấm Điền thì anh cũng Tấm Điền cũng có kể, cũng có tâm sự với mình vài chuyện, cho nên là mình vô tình mình mới biết ra được anh em ơi. Đó là hiện tại bây giờ là vợ của thằng Zombie là bồ cũ của thằng Enlet hồi xưa. Cho nên là anh em nó chơi với nhau đó, có thằng sâu leader gì ở trong nhóm mới đăng mấy bài viết đó anh em. Đó, thằng đó nó đàn bà lắm, nó thọt xong rồi anh em tình anh em nó tan gã ra. Rồi sau này nó ghét thằng Enlet, nó không có chia tiền giúp cho thằng Enlet nữa, cho nên là nó đuổi thằng Enlet out luôn anh em. Thì cái chuyện này chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Xong sau đó là tới giới chắc thì giờ mấy anh em cũng phát hiện gần đây đúng không? Ngay cả anh Tấm Điền cũng vậy luôn. Anh Tấm Điền bây giờ là làm nhạc là nó chê là làm dở. Thờ bây giờ không có đi theo cái xu hướng âm nhạc như anh Tấm Điền nữa. Cho nên là nó đuổi anh Tấm Điền đi ra khỏi kênh luôn. Nó cũng không cho anh Tấm Điền rap nữa. Bây giờ nó mời mấy thằng rapper, mấy thằng Min, mấy thằng TikTok mà mới nổi rồi này kia. Nó giờ nó đào tạo, nó hát á. Mới nổi thôi. Thì nó lợi dụng qua xong khúc đó rồi về sau thì không biết được. Xong sau đó là tới thằng Jack là nó làm bài nhạc Hồng Nhan rồi này kia, nghe nói đâu kênh rồi này kia cũng kiếm được mấy trăm triệu á, là lão đại là giấu giếm tiền sắm nguyên chiếc mô tô dựng trong nhà anh em, mô tô chứ không phải ô tô xe Mercedes đồ này kia nha, mô tô á, mô tô phân khối lớn anh em, mấy chiếc mà giống như bồ câu rồi giao thông rồi đó. Đó, thì nếu mà anh em mà không tin á, có dịp đi vô nhà Zombie đi, rồi Zombie chỉ cho mấy anh em biết. Sau đó là Zena nha, cái con nhỏ mà mập mập mà hát cái bài đồng tiền vàng rồi kiền vàng rồi này kia đó, con nhỏ đó nghe nói đâu cũng bị anh Dơm bóc lột sức lao động gì đó, ôm hợp đồng gì doanh thu tiền vô mấy bài nhạc của nhỏ đó Zombie cũng không có trả, chỉ như trả có 5 triệu mà đủ ăn hay gì. Bây giờ mình thì mình không biết gì hết trơn á, mình chỉ nói là những người mà người ta truyền lại thôi. Nếu mà để xác thịt thông tin này thì chỉ đợi anh Tám Điền vô bình luận với lại thằng Dắt thôi. Thằng Dắt không biết chừng nào nó chửi anh Dơm thôi, chứ giờ ai cũng biết anh Dơm sống chó hết trơn nha anh em. Giờ nguyên cái C5A bây giờ chỉ còn có mấy thằng Miên, không còn nào hết trơn. Thì dạo gần đây Zombie mất cất nhà thì ai cũng biết rồi, tại Zombie hay lên mạng khoe hoài à, khoe công ty rồi này nọ đó. Thật ra đó công ty đó là của ông bà già vợ nó xây nhà cho nó anh em, chứ không phải của công ty. Công ty làm đéo gì làm nhạc có tiền xây nguyên cái nhà bự vậy đúng không anh em? Tại vì nghe nói đâu là nhà vợ của Zombie giàu lắm. Mình chỉ nói vậy thôi, mấy anh em nào không tin thì chơi đi từ từ biết. Ok, vậy nha anh em, cảm ơn mấy anh em rất nhiều nha.